cơ sở sản xuất chống trường học trong đoàn đội cơ tiến di xin hôm nay bàn giao chức chống trường học cho trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Các quý thầy, quý cô ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu sắm sửa mới hoặc sửa chữa thay mặt chống trường học xin liên hệ cơ sở tiến di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở có hóa đơn thanh toán tại kho bạc nhà nước. Cơ sở tiến di quay thực tế tại cái bàn giao chức chống trường tại trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ, mọi người xin mọi người cùng tham khảo. Nếu có nhu cầu sắm sửa chống trường, chống đoàn đội cho trường học, các quý thầy, quý cô xin liên hệ cơ sở tiến di qua số hotline 0973435444 hoặc truy cập vào website daihongchung.com.vn. Chiếc trống này có đường kính là 60, chiều dài của nó là 90.